Nhiều chuyện xấu nghe lý thuyết thì không sai, chuyện miệng giấu như là nghe thật không phải. Tiền điện chốt, ủa cái tháng còn dài mà cứ chưa được xài mà. Phải làm sao để công khai, trong tay trong gai, tương lai tự hỏi còn không ráng. Kẻ đến người đi, lòng này ta không màng, trời đất cùng quay mày đừng mong thiên đàng. Lại cứ buông say, thả tất cả không gian, yên tĩnh một lúc. Ngày nắng mới chờ đông sang, để chờ phí sức khởi chi hoài công tràng. Ta chưa muốn rong chơi vào cung đàn, thâu đêm say sưa ngồi ôm đàn. Hoang tàn gọi điều gì còn sót lại, chín người mười kiểu lời mật ngọt và rót tai. Anh em hơi tu nhỏ chưa từng bán bài, tôi sẽ đam mê với những tháng năm ở trên từng khán đài. Nói làm sao ta, đời trái nhiều bôn ba, mỗi ngắm hoàng hôn xa, hạt giống chờ đơm hoa. Dối từ trong tâm, thay việc ngắm lại trong tôi. Nhớ người không thăm ánh sáng bóng tối, tan vào đắm chìm không thôi. Có chút tiếc nuối quá khứ, cố gắng nhắm mắt mong được thấy bình minh. Phía trước bê tắc lấp ló, ánh nắng ấm áp đó là ca niềm tin. Tiên bước nắm bắt ý chí phấn đấu, ước muốn này cuộc sống lạc thình. Rồi ngày đấy mai kia, rồi nhiều đêm cô đơn mình phải ôm chính mỗi mình. Đêm ta vẫn ôm giấc mơ, được cầm mic rap và đứng trước cả trăm vạn người. Phải tự đứng lên để có gì mà sợ sệt, phải có được những tháng năm rạng ngời. Ta đưa một cảm xúc này vẫn còn trẻ mãi. Hip hop từ căn nhà ở trên đường Trần Phú, vẫn sớm nghèo đó nghe khu chợ dù. Nhạc rap tụi nó đọc nghe cứ như là thần chú, để ta nói về nơi tao lớn, cô bạn gái thì không thương. Mình phải dừng lại nhìn thật rõ mình trong gương, để trong đầu là ngôn ngữ chưa biết cách nói, không có phách lối gọi tắt là phong sương. Vì đời của ta và mày có đôi lúc còn hoang đản, vẫn còn rap như tao là đang nhảm, như tao nói là mày không bình thường, và chỉ có mình tao nói mày can đảm. Ê, có những ngày, có những giờ, có những cảm xúc mà tao lười ghi ra, nhưng mà bây giờ tao vẫn muốn gật đầu xin lỗi hoặc cảm ơn hết những người đi qua. Dù mày là ai và tao là ai đi nữa thì tụi mình vẫn là anh em mà. Dù ngày mai mày không thể sống thì đừng có suy nghĩ, cứ cười đi ba. Những ngày vui đếm trên đầu ngón tay, còn nỗi buồn không thể nào mà đếm nổi. Thả tâm hồn lên như trong chóng bay, choáng say thoáng nghĩ rằng đời đâu đến nỗi một kiếp người tự như giấc chiêm bao. Thoáng giấc mộng du 20 năm dòng dã, ngẫm lại xem đời này có bao lâu, tại sao chúng ta luôn phải sống vồn vã. Hãy cứ sống như không thể bị ràng buộc, sống hết mình dù ngày mai là tận thế. Mọi cuộc chơi sẽ đến lúc phải tàn cuộc, nhưng nụ cười tươi còn trên môi khi ra về. Chân thành chân thật là thứ đáng trân quý, không như vàng bạc mày có thể đem cân ký. Muốn nhận lại phải học cách cho đi, cảm thấy an yên khi trong lòng không đố kỵ. Tao giống như là con sóng ngông cuồng, lúc dữ dội lại có lúc trầm uất. Là chú chim như bị nhốt trong lồng, được tự do là cái thứ nó cần nhất. Là nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai, và kèm theo đó là những lời hay phán xét. Chẳng có ai là tự trách ông trời, mà chỉ đưa ngón giữa vì cuộc đời là chán ghét. Hip hop ở trong tim bất cần dư một dòng máu là lên sàn on mic và tham gia vài vòng đấu, không quan tâm hay để ý mặc cho người ta cười chê. Ít nhất là trong góc vị để cũng sẽ có vài ba người mê. Bắt đầu trở lại với hit cô gái cắt tóc, rồi sau đó freestyle ra bài diss track khóc cùng anh em và homie lên đỉnh Lang Biang. Anh em mày có tại mà tụi ta không hề có anti fan. Đưa bài ta lên và ta sẽ khiến cái đầu mày gật gật, thứ mà ta vẫn chơi hàng ngày đơn giản gọi là thực vật. Không bị bệnh nên không có hát xì, sao đau cho miền Nam và sao đau cho Bắc Kỳ. Tao xin giới thiệu, tao đây tình không thiếu, ta là Huỳnh Công Hiếu được truyền hình công chiếu. Đôi khi ca vần rồi bảy tao tự khen mình giỏi thật, tao nói tiếng là do tài năng biết cách tao gắt sự nổi bật. Sài Gòn quận 8 là nơi mà tao đang cư ngụ, không nhận đệ tử đừng gọi tao là sư phụ. Trình độ và kiến thức là do một mình tao trao dồi, đâu có nít được sai phần mà đơn độc như là cowboy. Đây là những cảm xúc tuyệt vời nhất, những kỷ niệm đẹp nhất, đây là thanh xuân của chúng tôi. Máu là lên sàn on my bắn. Tôi nghĩ rằng là trải nghiệm rất quan trọng, thực tế rất quan trọng. Nếu như bạn không có một chút cô đơn nào đấy trong cuộc đời mình, thì bạn cũng không biết bảo vệ hạnh phúc khi mà bạn đang có hạnh phúc. Nếu như bạn chưa từng khổ, bạn chưa từng nghèo, có khi đấy lại là một cái khổ. Open your mind with your eyes closed, hey, hey. Don't be scared, babe, yeah, baby, I know, hey, hey. Open your mind with your eyes closed, yeah, cause we fly so high, hey, hey. Open your mind with your eyes closed, hey, hey. Don't be scared, babe, yeah, baby. Open your mind with your eyes closed.
định suy nghĩ phải làm gì, sẽ làm gì và quyết sẽ không làm điều gì. Chạm đến đỉnh điểm của lo nghĩ, lo sợ những thị phi, trốn tránh những ý nghĩ, kiềm chế sự ngu si. Và sau tất cả lại cố gắng tìm hiểu làm thế để làm gì. Con người thời nay muốn nhận nhiều hơn là cho đi, thế nên thế giới hiện đại mới sản sinh ra nhiều thể loại đi. Cuộc sống trước đây, tình cảm là thứ ta luôn mong thấy. Tâm hồn bị đọa đầy vì những vấn đề về sự nóng nảy. Bỏ qua những chuyện chẳng hay, được sống trên đời là vận may. Thế nên ta vẫn nắm chặt lấy, không để cơ hội bị lung lay. Ngay tại nơi đây, bạn có tay mà một lần nữa sát cánh. Tận hưởng sự an lành, gần lại bên nhau có người em, người anh. Mùi hương quen thuộc từ bông cỏ xanh, trong tiết trời se lạnh. Cảnh đẹp hơn cả trong tranh, thân tâm tôi thấy an lành, yeah. Cuộc đời này không hoạt động theo cách mày muốn. Đi trên lầu 10 nhưng nhiều lần không dám quăng mình nhảy xuống. Rồi nằm ở đó hay là chết trong giấc mộng. Và có những thứ không muốn ai biết, vì tao sợ họ thất vọng. Là khi màn đêm dần buông, những con tiêu thân lau mình trong bóng tối. Như tao và mày kiếm thật nhiều tiền trước khi tuổi trẻ này đóng lối. Phải làm nhiều thứ trước khi tao đạt cái ngưỡng này 20. Trở nên lớn khôn không cho ai chửi, cho ông già tao thêm vui. Bởi vì cuộc sống vốn như vậy, không có ai biết trước đâu. Từ ngày từng tháng cứ trôi qua, nên tao cứ phải cố lên. Và trở về nhà mình thật mệt mỏi, cơm chỉ đút một hai miếng. Một ngày chỉ xe ở suốt ngoài đường, thời gian dư 12 tiếng. Hứa cay thuốc lá nhưng chỉ được có hai bữa. Lỗi lầm gây ra thì để mai sửa, không cần ai nữa. Trên con xe chỉ hai cửa, dạo quanh thành phố cùng người tao yêu. Không cần bận tâm tiêu tiền tao tiêu vào mỗi ngày. Coi khó khăn này như điếu thuốc, siết từng chặt rồi thổi bay. Your mind with your eyes closed, yeah, cause we fly, we fly so high, ay, ay, ay. Cause we flying so high, close your eyes, open your mind. Người đã qua sẽ mãi là người lạ, người mình thương giờ lại thành người ta, yeah, yeah. Sống với những vết thương lâu ngày dần hàng sâu, yeah, yeah. Đứng trên ngã rẽ thiên đường thì mọi vẫn đều bằng nhau. Có những giây phút mình ngây thơ chưa biết gì, chưa hay biết gì, chưa biết buồn đau. Sài Gòn anh, Sài Gòn em, Sài Gòn xanh và Sài Gòn bài có bia cùng với thuốc lá, may mà anh em mình còn nhẹ. Lên quen con dốc nhìn, chiều lên quê homie, PC feeling. Điếu thuốc lá là bạn đồng hành trong những đêm dài để sinh viên. Chỉ muốn hòa mình vào thiên nhiên, những điều bình thường mà linh thiêng. Con cảm ơn vì đã ban cho con được những điều quý giá. Anh em như vậy là quý quá, không ai sử dụng ma túy đá. Có vài điều cần mình ngồi chiêu, tận hưởng không khí một mùa chiều. Mặt mũi vài tầng thì buồn thiếu, ai mà chẳng phải đánh đổi nhiều. Rồi cuộc sống lại cứ dài dặm, ta sống thật sự hiện đại. Chẳng muốn mình đi cùng nhau mà trên tay mình là chiếc điện thoại. Chẳng mấy khi mình bên nhau, con người ta rồi phải trưởng thành. Chúc anh em sẽ luôn thành công với những bước đi thật sự vững vàng. Peace. We fly so high, yeah.